trong những dòng creatine có chất lượng tốt và hương vị đa dạng nhất hiện nay chính là creatine monohydrate của thương hiệu Otrovit. Với công thức cung cấp hơn 2000mg creatine monohydrate tinh khiết trong mỗi muỗng, sản phẩm có thể tái tạo và tích lũy ATP nhằm tăng hiệu suất tập luyện, giúp bạn tập dai sức và bền bỉ hơn. Hợp chất này có khả năng giữ nước trong các tế bào cơ, giúp cơ bắp căng phồng và to hơn. Ngoài ra còn có sự góp mặt của hai thành phần taurin và vitamin B6 hỗ trợ quá trình tái tạo năng lượng, tăng tốc độ phục hồi thể lực. Sử dụng creatine thường xuyên giúp cơ bắp tích lũy được nguồn năng lượng cốt lõi để sẵn sàng phát huy trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu bạn dị ứng với các chất kích thích trong các sản phẩm pre-workout thì creatine chính là lựa chọn phù hợp để tăng sức mạnh trong lúc tập luyện. Creatine của hãng Otrovit còn sở hữu những điểm nổi trội hơn hẳn so với các loại creatine thông thường. Sản phẩm có hai size 300g và 500g giúp mọi người dễ dàng lựa chọn. Đặc biệt dòng sản phẩm có nhiều vị trái cây thơm ngon, kết cấu bột mịn dễ hòa tan. Và đây cũng là loại creatine có giá cả cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Hãy liên hệ với Waystore để tận hưởng những trải nghiệm tuyệt vời mà sản phẩm đem lại.